Hello, em đã quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một ngày cuối tuần, ngày nghỉ thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe này. Đó, thì hôm nay đã là chủ nhật rồi nè mọi người. Đó, thì đến với lại chủ đề chính của clip ngày hôm nay, thì mình sẽ quay lại với cái chuyên mục đó là review OC làm lý tặng fan nha mọi người. Đó, và con OC ngày hôm nay đó là con OC của bạn có tên trong biểu mẫu, đó là Phát Tấn 29 nha mọi người. Đó, thì mình nghĩ có lẽ lúc trước cái tên trong biểu mẫu là tên trong game của bạn này chung á mọi người. Đó, mà hiện tại hình như bạn này đã đổi tên mới rồi nè. Đó, thì tên hiện tại của bạn này ở trước màn em cũng đã thấy đó, là Tam nha mọi người. Như là Tam đúng không? Ở chữ ở giữa mình nghĩ là chữ A mọi người. Tam. Đó, cái tên đặc biệt. Ok, thì bạn này hiện tại là đang chơi cái hệ phù thể nha mọi người. Level 75 này mà VIP 2 lực chiến là 482k. Đó, thì một tí nữa mình xem book lên tổ công hội được con này kia có không, thì mình sẽ book lên là xem tổng nó bao nhiêu nha mọi người. Đó, ok, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vô vấn đề chính của clip ngày hôm nay, thì mình sẽ sao tất tần tật với cái con AC này nha mọi người. Đó, đầu tiên thì có lẽ là để coi nào, mình ra thức tỉnh nha. Thì hiện tại bạn này thức tỉnh xong với nam bạc rồi nha mọi người. Còn trong cái thức tỉnh tiến hóa thì hiện tại mới xong hai cơ sở này. Đó, cơ sở 1 và cơ sở 2. Còn cơ sở 3, cơ sở 4 nữa nè. Cơ sở 3 thì anh em phải có cái xu xếp hạng mọi người, xu đấu hạng á. Cơ sở 4 thì đã thức tỉnh đó. Thì đang thức tỉnh thì để coi rồi. Hiện tại tôi đã lấy 35 rồi mọi người đó. Ok, còn đúc hòn xem nào. VIP 2 thì chắc không có nhiều thời trang đâu mọi người đó. Thì hòn phòng thủ level 20, hòn sinh lực level 22, hòn tấn công level 20. Còn cánh này, cánh thì hai hòn phòng thủ level 16 với level 20. Còn hồ sinh lực level 33, tấn công là level 30. Và tiếp theo đó là đồng hành nha mọi người. Sau đồng hành của bạn này thì bạn này hiện tại đang chơi con bé chính, đó là con sứ giả ánh trăng mọi người. Thằng ánh trăng này đó, và hiện tại đã tiến hóa cộng 7 tiếng rồi nha. Lực chiến của con bé này hiện tại là 15k5 này. Tư chất thì 42, là so với tư chất ban đầu là mát nha mọi người. Tư chất ban đầu là mát rồi đó. Còn hiện tại thì viên nợ thì kích hoạt được 3 bậc mọi người. Đó, nên lên được 5 tư chất này. Đó, tiến hóa thì hiện tại chắc bây giờ còn 2 bậc nữa mọi người. À, 3 bậc chứ, 3 bậc chứ, đúng không? Cộng 6, cộng 7 nữa mà, đúng không? Cộng 6 lên cam, sau đó là một lần cộng 6 lên tiếng mọi người, sau đó là lên cam nữa. Đó, và còn 7 với full hết. Ok, chắc còn 3 bậc nữa. Xem cái kỹ năng lĩnh ngộ của con bé này thì có 3 cái kỹ năng mọi người. Một hai cái level 4 này, tấn công xe nát, nhận xung kích, và là một cái level 5 đánh bay. Đúng sợ, đánh bay này thì cũng nhân phẩm hình sườn nữa mọi người. Đánh bay bên nào nữa. Thứ cưỡi, thứ cưỡi thì bạn này có một con thứ kỹ cam này khá là xịn luôn. Đó là con Phượng Hoàng ngũ sắc nha mọi người. VIP 2 đó nha, VIP 2 là chắc VIP 2 là nạp đâu có mấy chục ngàn như mấy ta. Và có con thú cưỡi cao này nè, có phiên bản sắc. Ngoài ra thì còn có tài nhiên mấy này, thì tài nhiên thì em có thể kiếm vào đây được nha. Xe máy VIP 3 này, cái này có bán trong xếp hạng á, mấy con thú cưỡi này có bán trong số xếp hạng á mọi người. Cutting này, cái này trong đấu điểm mà phải. Navery, bingo này, thị tước UFO, kiểu người ủng hộ cảnh này. Lại còn con sói á. Tiếp theo là dấu chân. Dấu chân thì bạn này hiện tại có hai cái dấu chân cao mọi người. Nắm dễ thương này, với lại một cái dấu chân tim. Đó, thì dấu chân tim này thì nó cũng có bán trong thương nhân á mọi người, trong xu xếp hạng á. Dấu chân lì xì nữa nè. Lì xì thì em có thể tích mảnh hoặc có thể mua luôn, trong xu xếp hạng cũng được, không có bán trong đó đâu á. 50k xu xếp hạng thì phải mọi người. Tiếp theo là áo hóa này. Áo hóa thì có cũng khá áo hóa mọi người, cũng khá là nhiều áo hóa cam này. Đúng rồi, con này này cho lên thành phẩm nó lên cam luôn rồi này. Ba đồ tép này cam này coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái skin áo hóa cam mọi người. Và mấy cái skin này thì em hoàn toàn có thể kiếm trong cái tắc cám nha mọi người. Đồ xuất sắc á, thì chủ yếu là cày thôi, có thời gian là cày cuốc á. Ok, và dưới đây là có tím nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 cái skin tím mọi người. Có ma binh cấm kỵ đâu này. Đó, ngoài ra thì còn có 4 cái ảo hóa lam. Và hãy coi, và 3 cái ảo hóa lục mọi người. 3 cái ảo hóa lục nữa. Nói chung là khá là nhiều ảo hóa mọi người. Bạn này chắc cũng trăm cây cuốc lắm này. Đó. Ok, và tiếp theo thì có lẽ là mình sẽ sau cái xem bộ kỹ năng của bọn này nha mọi người. Đây, thì chơi thiên phú cầm lạc mọi người, hiện thị á, level 10 rồi này. Thì thiên phú này cũng như thiên phú xung kích thôi, anh em bắn bộ kỹ năng này lên xong mình có thể thức tỉnh cướp tóc nha mọi người. Đọc level 7 này, trong bọn này chơi theo kiểu đam rồi. Ok, đạo cụ thì nổ hóa tại level 5 rồi. Chúng sắc level 5 luôn này. Chơi cái skin ảo hóa này chính này. Ok, và tiếp theo mình sẽ sao cái chung cư của bạn này nha. Chung cư nè, úi xời. Đó, thì chung cư của bạn này hiện tại level 26 mọi người. 26k5, à 38k5 xu sao kinh nghiệm nha mọi người. Thì chung cư kiểu sắp xếp cũng hơi đại đạt quá hả. Phòng chủ nhân bên này đá cũng khá là nhiều nè. Phòng chủ nhân hiện tại level 12 mọi người, vẫn chưa full. Rồi thì level 8 này. Còn cái gì ta, phòng gì người ta. Ủa, à đây, bỏ túi bên trong đây mà không thấy được. Đó, thì cái này chẳng qua thế giới khác này. Cái này hiện tại mới level 9 thôi. Ok. Và tiếp theo mình sẽ sau cái mình sẽ xem câu hỏi của bạn này nha. Mình sẽ bái tổ luôn này. Thì đây mọi người, thì câu hỏi của bạn này nè. ID là 143467 và tên câu hỏi là Tuyệt Tình level 13. Xếp hạng câu hỏi thì câu hỏi này hiện tại đang đứng top 2 server mọi người. Tôi câu hỏi thì level 13 rồi đó. Ok, mình xem kỹ năng hệ phát này full cho ta. Đó, cái đầu mát này. Cấp tới là chỉ làm phần nhánh thì cái đầu tiên cũng đang mát rồi này. Mát. Còn một cái cuối nữa thôi mọi người. Đó là còn một cái skill cuối nữa này. Giảm điểm hành động khi bao mọi người. Cái phần 10 là full thì phải. Đó, thì còn thiếu đồ. Phần này hiện tại đã có 6k5 rồi này. Nó còn thiếu 6k mấy sao nữa là đủ rồi. Cái điểm hệ này. Ok, và tiếp theo mình sẽ giao cái nhân vật của bạn này nha. Xem nào. Đó, thì bạn này hiện tại đang chơi cái vũ khí chính đó là vũ khí yên ương hồ điệp này. Và cái set trang bị á là chơi hỗn hợp rồi, hai set rồi. Hiện tại vẫn chưa có full một set nào á. Thì chơi một nửa là ác ma, còn một nửa là hề mọi người. Thì set ác ma với lại set hề thì nó cũng các chỉ số cũng tương tự nhau á, kiểu thuộc dạng á mọi người, đó dạng cân bằng. Nhưng mà cái thuộc tính cái chỉ số của set hệ mọi người nó sẽ cao hơn á, chỉ số cộng nó sẽ cao hơn so với lại cái set set ác ma mọi người. Đây nó bình thường này, thế này để ý không, sao cái thuộc tính đặc biệt á, ba món thì nó cộng sinh lực là 370 á, còn đối với set ác ma này á cộng sinh lực có 360, và tương tự mấy cái chỉ số tấn công với phòng thủ là đều thấp hơn nha mọi người. Đó, đây là chắc chắn rồi, cái set hệ với lại set ác ma thì chắc chắn là em mình chơi cái set hệ rồi, tại lực chiến cao hơn. Ok, đó thì hiện tại bạn này vẫn còn thiếu cái bông tay với lại cái nguy hiểm ác ma đó mọi người. Cùng lên thức lỗi hiện tại đang chơi đường thương năng lượng lam. Vũ khí thì đã cho lên cam rồi, lên cam 3 món mọi người, vũ khí, bông tay, lại cái nguy hiểm ác ma. Ngoài ra thì có đây, vũ khí phụ bạn này có thể nhìn nè, lại sách giáo khoa điểm 10. Ok, và tiếp theo là sao tôi đồ bọn này nha. Đây, số lượng tóc thì 21 mọi người. 21 cộng sức mạnh là 210. Biểu cảm 23, hộ giáp cộng 230. Trang phục thì 21, thể chất cộng 210. Còn cánh là 17, phá giáp cộng 170. Ok. Thì set đồ bọn này hiện tại đang bận là cái set lúc trước nó có giảm giá thì phải mọi người, trong siêu đã giờ. Sẽ đổi qua cái ngoại hình 2 xem nào. Cáo mà.
Trang một ngày thì biết hai nhưng cũng có khá khá đồ cam ấy chứ nhờ. Này cái này sẽ sinh nhật này, này thì thầy dạy dỗ ba ba này, cái này lúc trước có giảm giá trong nạp định mức 20k ngày giá Việt Nam rồi. Lên nó sẽ ngày mặt trời nữa nè, sẽ đổi lại cái ngoại hình một đi, cái này khá là đẹp này. Ok, và cánh này, cánh thì có cánh kim ngư luôn nè, đúng rồi. Đó, cánh này hồi trước là đua tốt được chiến mọi người, đua tốt các kiểu á, hơi bị khó kiếm ấy nha. Nó cũng trần ra trong cái nạp định mức giá hình như là 1.500, 1 triệu giá mọi người, không nhớ được. Nhưng bây giờ chắc có lẽ giảm giá rồi. Cánh mua bài này ta đẹp mọi người. Ok, và danh hiệu thì coi các bạn này có Happy Birthday Game Bang một cái này. Sau mới vừa sở thủ người tiếc Noel tại thắng Meta trở về. Giờ tổng cộng có 5 cái danh hiệu mọi người. Xem một cái sao mới vừa sở thủ đi, thì hiện tại đang lên server nó đang ấy trong cái tình đang mở rồi. Danh hiệu này thì anh em kiếm trong cái hoạt động lên server nha, đấu lên server tổ đội đi chung mọi người. Cơ phúc này, cơ phúc thì hiện tại bạn này vẫn chưa có lên full cam hả, mới có một cái cam thôi, đó là chiến thần này. Còn tốc độ sao là để ngoài chúng ta, tốc độ thì vẫn chưa ép vào đây mọi người. Là cơ kiểu luôn thì là chiến cầu phố quận này là chiến ca mốt này. Tu luyện đang mời bạn Sâm Tô và bạn Ngọc hiện tại này. Bạn Ngọc là level 152 và lực chiến là 42k, gần 43k mọi người, 42.600 mấy á. Thì tốc độ là 1.7 này, 1.740, tốc độ cũng khá là cao. Vừa bà thì ép full liệp ảnh này, còn vừa đỏ thì ép full liệp thiên, mùa xanh thì ơi ở mùa xanh để full thi sứ như sao ta, mùa xanh lên 152 ta. Ủa có một cái bùa nào nó ở đây mọi người, bùa đỏ có một cái bá giả hàng gì mà thấy hơi lạ lạ nha. Đây là 7 đi, cái chỗ loại này cũng ép theo kiểu full top thôi. Ok, và cuối cùng thì tất nhiên rồi mình sẽ đi sạc cái trang cá nhân của bạn này thôi. Đây mọi người đó. À, mà hình như là sẵn cái con vẫn chưa có con thì phải mọi người. Đó thì bạn này mọi người VIP 2 level 75 tam này, nhưng mà hiện tại và được chiến 485k. Đó, sắp tới sẽ cố gắng đột phá mốc 400-500k được chiến nhé. Thì tốc độ của bạn này hiện tại là 4.774 này. Ủa số cũng khá là đẹp á. Đó thì đi bạn này nè mọi người, 9361552, không hội là tuyệt tình, bạn đời là Cherry, mấy chủ là bố Uyên Ương. Đó, thì các em sẽ ghi video với lại các mấy chủ bọn này dưới phần bình luận của clip này nha. Đó, thì em nhớ kết xuống cái bài lời đồng quen bọn này nha. Đây, úi dồi ôi, thứ hai có đàn bản tâm trạng này. Thứ giờ anh Trang, vũ khí chính này. Mấy hồ liệt mầm, ok. Đó, có một con thú cưỡi thì gần full 2 hà, còn thiếu một con nữa. Trong Trang thì có 3 cái này. Bản Ngọc thì ép kiểu full top mà có lộn như một cái ba giả này. Cái tên trường trái tim, úi dồi, trường trái tim hay sao ta, có lẽ là tên của career của bọn này hay sao. Ok, thì có lẽ clip mình đến đây thôi nha mọi người ơi. Thì có lẽ mình sẽ ghi một cái chắc chắn mình sẽ ghi video với mấy chỗ bọn này á mọi người. Thì em có thắc mắc hay có ý gì á thì để lại phần bình luận ở bên dưới nha. Và xem một clip xong rồi thì nhớ cho mình xin một like nè. Và nếu là người mới thì nhớ là đăng ký kênh cho mình mở đăng bắt đầu cái video này mới nhất của mình nha. Ok, còn bây giờ thì có lẽ là hẹn anh em vào clip tiếp theo thôi. Các bạn mọi người nhé.